mến chào quý vị và các bạn đến với câu chuyện ngắn đời thực hôm nay qua giọng đọc đầy truyền cảm của mc anh khôi vẫn như thường lệ tối chủ nhật là ngày cúp điện của xóm bầu trời và con đường tối đen dù có điện hay không thì vốn dĩ xóm tôi đã không có đèn đường tiếng vo ve của mũi hòa lẫn với tiếng đùa giỡn của bọn trẻ dưới ngọn đèn dầu phía nhà đối diện bên kia sông hai bà cháu tôi ngồi trước thềm nhà dưới cái gió lưu siêu của trời đêm. Trên tay tôi là quyển sách giáo khoa ngữ văn lớp 12. Nhìn xuống bên dưới thềm nhà là những quyển sách được bày biện không theo ngăn nắp. Những cuốn sách tôi chuẩn bị cho đầu tuần đi học. Cả ngày Chủ nhật này, tôi đã lười biếng và không soạn bài. Dù biết trước rằng tối Chủ nhật xóm mình sẽ cúp điện. Hồi trẻ ông ngoại đào hoa lắm. Giọng nói của ngoại vang lên không vui cũng không buồn đã hơn ba năm trôi qua ngoại chưa từng nhắc về ông cảm giác của ba năm trước bắt đầu nhen lên trong tôi giọng hét thất thanh của mẹ tôi ngày ấy cha mất rồi cha mất rồi cha ơi ông tôi là một người rất giỏi và tài hoa trong mắt tôi ông cũng là một người khắt khe và khiến tôi ví mình như sống trong quân đội suốt chín năm sống cùng ông sống chung với ông từng ấy năm nhưng ký ức cuộc chia ly của tôi và ông chỉ là con sông trước nhà. Hoàn toàn không có bất cứ hình ảnh nào khác. Vì vốn dĩ mắt tôi cũng nhòe đi trước con sông đối diện nhà cùng với bé em 4 tuổi. Con của dì ba mà tôi bế trên tay khi ấy. Tháng 12 năm ấy là năm ông ngoại trở bệnh nặng một cách đột ngột. Một đứa trẻ học lớp 9 như tôi khi ấy không quá nhỏ để hiểu chuyện, nhưng cũng chưa đủ trưởng thành để hiểu hết những chuyện xung quanh mình cứ thế ông đã rời đi và chưa có lời chào tạm biệt nào với tôi bệnh của ông có khả năng lây nhiễm nên gia đình đã không cho tôi gần ông ký ức lần chia tay của tôi và ông chỉ là tiếng hét thất thanh của mẹ quay về với thực tại tôi hỏi ngoại chà vậy là do ông ngoại khi ấy đẹp trai và giỏi lắm đúng không ngoại có tài đi đôi với có tật đó con không biết ổng có cháu con rơi rớt gì ở bên ngoài không nữa những gì tôi biết về ông là một trưởng ấp rất nghiêm nghị và khi ở nhà cũng rất khó tính nên tôi có thể hình dung được ông đã ngầu như thế nào ở thời trai trẻ hồi còn nhỏ tôi đã từng rất thích những lần ông đi công tác xa nhà vì những lần như thế đối với tôi ở nhà dễ thở và thoải mái hơn rất nhiều và như vậy sự vắng bóng của ông trong ngôi nhà này đối với tôi như một chuyến đi công tác dài hạn của ông mẹ và cha tôi thì quay về sài gòn nhộn nhịp sinh sống sau tang lễ của ông dì ba tôi cũng thế cũng quay về với gia đình nhỏ của mình ở tỉnh xa nhà trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ này chỉ còn tôi và bà hai bà cháu cứ thế lủi thủi cùng nhau trong suốt ba năm nay có những lần hàng xóm ghé chơi và cũng hay trêu chọc ngoại tôi ông năm đi rồi nên giờ nhờ ông sáu tiếp bước phụ bà năm nha ông năm là cái tên gọi thân thuộc hàng xóm dùng để gọi ông tôi ngoại tôi chỉ lủi thủi ở nhà một mình khi tôi đi học nên người hàng xóm này nhiều lúc cũng hay ghé chơi và chọc ghẹo ngoại cho đỡ buồn không biết ông sáu hàng xóm có ý nghĩ gì không nhưng tôi đoán có lẽ vì đồng cảnh ngộ với ngoại nên ông sáu lâu lâu vẫn hay ghé nhà cho cá cho tôm bắt được ở vuông của ông một đứa vô lo vô nghĩ như tôi thấy chuyện đi thêm bước nữa hay đồng hành cùng người mới là chuyện rất đối bình thường. Nhưng tôi có được sự tự tin và cảm giác bảo đảm này vì tôi đã biết chắc rằng chẳng ai thay được vị trí của ông trong lòng bà tôi. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng không dành nhiều thời gian với ngoại. Cả ngày đi học rồi về nhà tôi chỉ biết nằm lăn ra ngủ. Khi rảnh thì ngồi coi tivi với ngoại được một xíu rồi lại cắm đầu vào nhắn tin với đám bạn nếu ông ngoại có cháu rơi rớt bên ngoài cũng đỡ. Như vậy sẽ có người ở với ngoại. Con cũng học gần xong 12. Sắp lên đại học rồi. Tôi vừa nói vừa cười. Ở đó mà lo. Lo học hành đàng hoàng đi. a à, a à, à. có điện rồi. Tiếng la hét của bọn nhỏ bên sông kết thúc cuộc trò chuyện của tôi và ngoại. Tôi tranh thủ chép bài cho xong. Ngoại cũng cầm ngọn đèn dầu đi dẹp rồi lên giường ngủ nhìn giấy đăng ký xét tuyển đại học ở trên bàn làm tôi bất giác đứng hình vài giây tôi lên sài gòn học ở với cha mẹ thì ngoại tôi chỉ còn một mình ở ngôi nhà này điều này đã khiến tôi chạnh lòng suy nghĩ những dòng suy nghĩ về ngoại cứ thế làm tôi mất ngủ cả đêm âm thanh báo thức quen thuộc của tôi tiếng gà gáy bắt đầu báo hiệu ngày mới cũng đã vang lên trên bàn ăn là ly trà đường và tô mì nóng hổi ngoại đã làm sẵn cho tôi cùng với tờ tiền hai chục ngàn ăn lẹ đi còn đi học chiều về ăn gì để ngoại nấu nấu canh đu đủ đi ngoại đu đủ trên cây gần chín rồi gia đình ngoại không khá giả cha mẹ tôi thì đi làm ăn xa kiếm sống qua ngày nhưng tôi chưa từng cảm thấy thiếu thốn gì cả so với những đứa bạn cùng trang lứa thì tôi không bằng chúng nhưng tôi thấy lúc nào cũng được đủ đầy khi sống với ngoại dù không khá giả nhưng ngoại lúc nào cũng chăm lo cơm nước quần áo đầy đủ cho tôi mẹ tôi gửi tiền về hàng tháng cho bà cháu tôi trang trải ăn uống và tiền cho tôi ăn học. Dù vậy cũng không thể đủ. Ngoại bán thêm những bụi trúc trong vườn lấy tiền lo cho hai bà cháu sống qua ngày. Tôi thèm ăn gì ngoại cũng mua cho. Chắc có lẽ tôi cũng đã quen với lối sống cùng ngoại từ nhỏ nên cũng không đua đòi gì nhiều và thấy thế là đầy đủ. Cây đu đủ kế nhà cứ cho ra trái đều đặn. Tôi ăn giết cũng thành món ăn yêu thích. Chọn món để ngoại nấu, mà thật sự món nào của ngoại nấu tôi cũng đều ăn rất ngon và đều trở thành món ăn yêu thích của tôi chắc khẩu vị của tôi đã quen ăn đồ ngoại nấu từ khi tôi còn nhỏ thói quen ăn mì bỏ thêm đường của tôi ngoại cũng biết rất rõ nên chẳng có khẩu vị nào của tôi mà ngoại không biết ăn vội tô mì trên bàn rồi nhanh chân đi học cứ thế ngoại ở nhà một mình đến chiều tối khi tôi đi học về chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp đến nên tôi phải học phụ đạo rất nhiều môn. Cứ thế tôi đi học ở trường cả ngày đến chiều tối mới về nhà. Thời gian biểu của tôi được lặp đi lặp lại đều đặn ngày qua ngày. Đạp xe đi học mà trong đầu tôi cứ nghĩ về những ngày tháng sau này. Hoàn thành cả ngày học ở trường, tôi bắt đầu đạp xe về nhà với ngoại trong ánh trời chiều. Hai hàng cây bên đường đan sen vào ánh chiều vàng nhẹ hắt lên làm dòng sông ống ánh lòng tôi cứ đâm chịu tiếp tục suy nghĩ về những ngày tháng sau này khi lên Sài Gòn học đại học. Một con đường mới, một cánh cửa mới sắp mở ra trong cuộc đời tôi. Ngoại tôi đã một đời vất vả nuôi con cái, rồi tiếp tục làm mẹ lần hai nuôi tôi ăn học 12 năm nay. Ông tôi cũng đã đi chuyến công tác dài hạn không ngày trở lại. Giờ tôi cũng chuẩn bị đi xa nhà để ngoại ở nhà một mình. Cứ như vậy khóe mắt tôi đỏ hoe và về tới nhà lúc nào cũng không hay làm gì mắt đỏ hoe vậy đạp xe mắt con dính bụi trả lời vội tôi nhanh chóng vào nhà cất cặp và lấy quần áo đi tắm bạn bè xung quanh tôi đứa nào cũng háo hức vì sắp vào đại học sắp được lên sài gòn cái nơi xa hoa lộng lẫy mà bao nhiêu đứa trẻ ở quê như tôi mơ ước được đặt chân đến sinh sống vậy mà lòng tôi cứ man mác buồn tôi tắm xong thì ngoại cũng đã dọn sẵn cơm trên bàn ngoại lúc nào cũng thế trong suốt ngần ấy năm luôn chiều chuộng và lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ con đi học ở sài gòn rồi ngoại ở nhà làm sao tay tôi vừa gắp miếng đu đủ được ngoại cắt vừa vặn và hỏi thì ở nhà tối ngoại qua nhà ông cậu bảy ngủ lo xà quá lo mà học đi tay cầm chén cơm chan đầy nước canh đu đủ luôn nhanh vào miệng tôi không dám nói gì thêm tôi đánh trống làng qua chủ đề khác cô còn nói nếu con thi điểm cao thì có khả năng được xét học bổng để học đại học á ngoại công chứng giấy tờ có sẵn hết rồi cô có kêu nộp thì con lấy nộp dạ khi nào cô kêu nộp thì con lấy bữa cơm của hai bà cháu tôi được diễn ra và hoàn thành nhanh chóng tiếng chuông điện thoại nokia đời cũ của ngoại reo lên tôi cũng nhanh tay dọn chén bát đem đi rửa đó là nhiệm vụ của tôi sau mỗi bữa ăn vậy mà cũng có đôi lần tôi trốn nhiệm vụ để đó cho ngoại làm nhưng ngoại tôi cũng không một lời phàn nàn tiếng ngoại trả lời điện thoại ở gian nhà trước ừ huyền anh sao rồi con thơ cũng chuẩn bị lên sài gòn học nè tiếng ngoại nói chuyện với bà dì út ở sài gòn qua điện thoại tôi cũng rửa xong chén bát đi lên nhà trước nằm võng nhắn điện thoại và nằm nghe cuộc điện thoại của ngoại tôi với bà dì cũng chưa biết nữa con diễm cũng đang làm hồ sơ vay bên hội phụ nữ cho con thơ đi học diễm là tên của mẹ tôi câu nói của ngoại với bà dì bên điện thoại làm tôi để tâm đến đúng vậy gia đình tôi không khá giả nhưng lúc nào ngoại cũng đứng ra lo cho tôi đầy đủ giờ tôi mới thấy rằng cảm giác đủ đầy của tôi cảm nhận được là sự lo toan của ngoại tôi quên mất gia đình ngoại có giấy hộ nghèo cũng vì vậy mà khi tôi đi học ngoại lúc nào cũng lo công chứng sẵn giấy tờ để trường có gọi nộp cho việc gì thì đều có ngay lập tức tôi cũng không biết vì sao gia đình ngoại là hộ nghèo mà chẳng khi nào tôi thấy thiếu thốn thứ gì hay do tôi đã quá vô lo và vô nghĩ ngẫm nghĩ kỹ lại thì có thiếu nhiều thứ chứ nhưng nếu là những thứ tôi cần thì lúc nào ngoại cũng có cho tôi cha mẹ tôi làm công nhân ở sài gòn để trang trải cho cuộc sống qua ngày nghĩ kỹ lại thì cuộc sống của tôi được chu cấp từ cha mẹ và khu vườn ở nhà ngoại ngoại tôi nào là bán tre bán trúc nào là chăm lá lợp nhà bán cho mấy chủ ghe đi mua lá vì vốn dĩ tiền chu cấp của cha mẹ tôi không đủ để xoay sở được hết chi phí trong nhà và tiền đi học của tôi có phải tôi là gánh nặng cho ngoại trong đầu tôi bỗng hiện lên ý nghĩ này nếu không có tôi thì ngoại không cần phải lo toan như thế cả đời của ngoại tôi chưa biết rõ từng chi tiết một nhưng tôi biết có rất nhiều khó khăn mà ngoại đang gánh gồng nhưng dù có khó khăn thì ngoại tôi vẫn kiên cường và vững chắc như thế cho đến tận bây giờ nhớ lại lúc nhỏ tôi thấy có lần ngoại khóc đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy ngoại khóc cậu út đi đâu rồi hà ngoại đó là câu hỏi ngây thơ của tôi lần đầu tiên về nhà ngoại lúc ấy tôi còn rất nhỏ chuẩn bị vào lớp một cậu út tôi bị bệnh ung thư máu trắng một căn bệnh hiểm nghèo và không thể chữa trị đến khi lớn thì tôi mới biết vì là ký ức lần đầu khi về nhà ngoại ở và lần đầu tiên thấy ngoại khóc nên nó hằn sâu vào trí nhớ của tôi cậu út con mất rồi giờ con ở với ngoại nha câu nói của ngoại kèm theo dòng nước mắt câu nói đầy chất chứa sự mất mát và đau lòng mà ngày nhỏ tôi không thể hiểu và cảm nhận được tôi không nhớ rõ thời gian chính xác cậu út mất là khi nào. Khi ấy tôi còn ở với bố mẹ và khi cậu út mất thì tôi mới về ở với ngoại để chuẩn bị nhập học vào lớp 1. Ngoại tôi theo đạo tin lành, không thờ cúng người mất, vì thế cũng không có tổ chức đám rỗ cho cậu út và tôi cũng không biết cậu mất chính xác vào ngày nào. Mộ của cậu nằm xa tít ở trong vườn nên tôi cũng chưa từng ra mộ một lần phần vì cậu út mất sớm nên tôi cũng không có ký ức vào về cậu tôi chỉ biết mình có một người cậu trong tiềm thức của tôi là tôi có một người cậu bệnh nặng và mất sớm ở với ngoại cũng đủ lâu nên đôi khi tôi cũng có nghe lời của hàng xóm mô tả về cậu thằng ngọc đẹp trai học giỏi quá trời vậy mà bệnh hiểm nghèo nó như hòn ngọc của ông năm ấy vậy mà ông năm cũng xa suốt đi từ ngày thằng ngọc mất đó là những gì tôi được nghe từ những người hàng xóm tiếc nuối về sự ra đi của cậu tôi cậu là con trai duy nhất của ngoại tôi ngoại có hai người con gái mẹ tôi và dì ba và cuối cùng là cậu chắc có lẽ cậu là con trai duy nhất và được quý như ngọc mà cậu tôi đã được đặt tên là ngọc dì ba thì bận bịu với cuộc sống của gia đình bên nhà chồng cha mẹ tôi thì để tôi lại ở với ngoại dù không chứng kiến được tất cả nhưng tôi cũng cảm nhận được sự mất mát của ngoại. Hồi lúc mới về ở với ngoại, lâu lâu ông tôi có hay đi nhậu về la hét om som. Ngoại tôi hiền lành nên chẳng nói gì. Chỉ lặng lặng dắt tôi đi lòng vòng ở ngoài nhà đến khi nào ông ngủ rồi dắt tôi vào nhà. Đây là ấn tượng về ông ở thời gian đầu khi tôi mới về ở. Tôi biết ông tôi như vậy cũng là vì sự mất mát đến từ cậu út tôi. Ông tôi bắt đầu rượu chè, hút thuốc từ lúc cậu út mất. Mãi đến năm tôi học lớp 6 thì ông tôi mới bỏ rượu và thuốc lá. Có tiền không? Kêu ghe hàng mua cho ngoại gói thuốc. Đây là một trong những câu giao tiếp nhiều nhất của ông nói với tôi trong những năm đầu tôi mới về ở. Chính vì như vậy mà tôi không thích ông và sợ ông. Vì những lần nhậu xỉn vào thì trông ông rất đáng sợ. Mặc dù ông không làm gì tôi. Đến sau này ông tôi bắt đầu bỏ rượu và thuốc hút thì tôi mới bắt đầu nể trọng và nói chuyện với ông nhiều hơn ăn sâu vào tiềm thức của tôi là tôi rất sợ ông nên lúc nào cũng cố gắng học hành đã làm quen được với ông hơn sau khi ông bỏ rượu thì vài năm sau ông đã chia tay hai bà cháu tôi và chính xác lần thứ hai tôi thấy bà khóc là ở đám tang của ông cứ thế hai người đàn ông của cuộc đời ngoại tôi ra đi mà không có lời chào tạm biệt ngoại đi lại nhà bác hai bình xíu nha ăn gì không đắm chìm trong hồi tưởng mà tôi không biết cuộc điện thoại của ngoại đã kết thúc khi nào câu hỏi của ngoại kéo tôi về thực tại tôi vội vàng trả lời ngoại đi đi con không ăn gì đâu đi ngang qua nhà bác hai bình có tiệm tạp hóa hồi nhỏ cứ mỗi lần ngoại đi đâu ngang qua đó là tôi đều đòi mua bánh cho bằng được cứ vậy theo thói quen mỗi lần ngoại đi đâu ngang nhà bác hai bình thì đều hỏi tôi có ăn gì không Tôi nghĩ đây là một trong những lý do khiến tôi thấy lúc nào cũng đủ đầy. Sự vắng lặng của chiều tối ở miền quê làm cho tiếng loẹt xoẹt của ngoại ra khỏi nhà cùng với tiếng võng đung đưa của tôi vang lên rất rõ. Âm thanh này làm tôi đam chiêu và cứ thấy man mác buồn. Nằm đung đưa trên võng, nhìn lên tấm ảnh của ông, tôi thầm hỏi ông, đã hơn ba năm nay ngoại vẫn ổn chứ? Đây là câu hỏi trong lòng và tôi chưa bao giờ dám hỏi ông phải chăng ngoại tôi đã quá bận bịu lo toan cho tôi và chưa lần nào tôi thấy ngoại đề cập đến bản thân mình lúc còn ông ở nhà lâu lâu tôi có nghe tiếng ông với ngoại thù thì trò chuyện với nhau vào đêm khuya giờ thì tôi ngủ với ngoại và chỉ còn tiếng ngoại nhắc tôi đi ngủ sớm vì tôi cứ mãi mê nhắn điện thoại không chịu đi ngủ khi nhỏ tôi đã ước mình lớn thật nhanh vào đại học sống một mình lấy chồng có con rời xa miền quê nghèo này và đó là cuộc sống mơ ước của tôi mình phải nhanh chóng trở thành người lớn giờ thì tôi lại đang bị mắc kẹt với dòng suy nghĩ khi tôi rời xa ngôi nhà này thì ngoại tôi sẽ như thế nào bây giờ thì tôi không muốn rời đi chỉ ước mình nhỏ mãi nhỏ mãi và không bao giờ lớn phải chăng thời gian đã đi quá nhanh ngoại không thể rời khỏi nơi đây để lên sài gòn cùng tôi và tôi cũng không thể ở mãi cùng ngoại tại nơi này đến tận bây giờ tôi mới bắt đầu cảm nhận được chính xác hiện trạng cuộc sống của gia đình tôi thoáng chốc tôi đã không còn là một đứa vô lo vô nghĩ nhớ lúc nhỏ có lần tôi đã cãi vã với dì ba thật to tính tôi cũng rất ương bướng nên đã chạy ra sau hè ngồi mà không chịu vô nhà ý nghĩ khi đó của tôi là muốn đi khỏi nhà của ngoại chẳng muốn ở trong căn nhà này tại sao cha mẹ lại không mang tôi đi theo tại sao để tôi lại trong căn nhà này cơn đau bụng làm cắt ngang những dòng suy nghĩ của tôi đi vào gian nhà giữa mở tủ để lấy chai dầu thoa thì tôi đã vụng về làm rớt sổ sách của ngoại nhặt tấm hình trắng đen lem nhem đã phai đi gần hết bức hình cũ kỹ này là ông tôi thời trẻ khoác vai ngoại ngồi ở mỏm đá tôi vẫn có thể nhìn ra ông ở tấm hình thời trẻ vì trông ông không thay đổi nhiều nhưng ngoại tôi bây giờ đã khác rất nhiều với người phụ nữ trong tấm hình kia phải chăng thời gian và những vất vả đã ăn mòn người phụ nữ trong ảnh tấm hình cũng không có nét cười nào của ngoại nhưng tôi cảm nhận được sự ấm áp của ông bà tôi dành cho nhau nhìn kỹ tấm ảnh thấy ông tôi hồi trẻ phong độ thật vì thế ngoại tôi nói ông đào hoa chắc chắn là lý do này đây nhưng ngoại tôi thời ấy cũng không kém phần xinh đẹp tôi tò mò mở quyển sổ của ngoại bên trong là những dòng chữ ngoại ghi chép chi tiêu trong nhà tiền mua thịt mua cá, tiền bán trúc, bán tre đều được ngoại ghi chép lại rất cẩn thận. Cuối quyển sổ được nhét một tấm hình. Đó là hình hồi nhỏ tôi được chụp lúc đi suối tiên cùng cha mẹ. Đây là hình hồi lúc tôi nghỉ hè của năm lớp 2. Một cô bé tóc tém với gương mặt lém lỉnh, không cười cũng không buồn. Cứ theo thường lệ, tôi sẽ được cha mẹ dắt lên Sài Gòn chơi vài hôm vào dịp hè mặc dù sẽ ở trong căn phòng trọ chật trội với cha mẹ vài ngày nhưng lúc nào tôi cũng nôn nóng được nghỉ hè như bao đứa trẻ khác để được lên sài gòn gia đình tôi nghèo và không có điện thoại chụp được ảnh vì thế cũng không có hình chụp với nhau đây cũng có thể coi là một trong những tấm hình hiếm hoi lưu giữ khoảnh khắc của tôi khi nhỏ nếu không nhìn vào tấm ảnh này chắc có thể tôi đã quên mất mình đã từng có mái tóc tém và trông như thế Giờ đây tôi bắt đầu cảm nhận được thì ra gia đình mình cũng không được khá giả gì mấy. Đôi khi cũng không tệ mấy nếu suy nghĩ tích cực hơn. Gia đình chúng tôi không có máy ảnh để lưu giữ, vì vậy tất cả các khoảnh khắc sẽ được lưu trữ vào đầu. Ngẫm nghĩ mới thấy suốt 12 năm tôi sống cùng ngoại thì chỉ có ông là người đi công tác xa nhà, còn ngoại thì chưa từng có một chuyến đi xa. Chắc chắn là chưa từng, vì suốt khoảng thời ấy ngoại tôi lúc nào cũng ở nhà chăm nom tôi và chăm sóc ông lúc nào ngoại cũng gắn liền với ngôi nhà này tôi tự hỏi từ lúc cưới ông cho đến nay ngoại đã từng đi đâu bất giác tôi thấy gia đình mình nghèo quá tiếng dép của ngoại tôi ở trước nhà vang lên tôi vội để ảnh và quyền vở vào tủ rồi đóng lại có bịch bánh cho con nè trên tay ngoại là một bịch đường cát trắng cùng với bịch bánh bắp ngọt yêu thích của tôi mặc dù tôi nói không ăn nhưng ngoại vẫn mua cho vì ngoại biết mua về thì tôi sẽ ăn ngoại đi mua đường sao không kêu con đi sẵn đi tập thể dục cho khuây khỏa sao tự nhiên bữa nay làm siêng vậy tay vừa cầm bịch bánh ngoại mua tôi vừa trả lời ngoại nói như con làm biếng lắm không bằng ủa ngoại đó giờ sao nhà mình không đi đâu chơi hết vậy tiền bạc đâu mà đi con muốn đi đâu chơi hay gì đâu có con chỉ hỏi vậy thôi à mà hồi đó giờ ngoại có đi đâu chơi xa chưa thời gian đâu mà đi đi rồi nhà cửa ai lo ý con hỏi là hồi trẻ kia hồi trẻ ngoại có đi đâu chơi xa chưa ngoại tôi bất chợt trầm ngâm với câu hỏi của tôi rồi nói sao tự nhiên bữa nay hỏi mấy chuyện này đó giờ ngoại ở nhà với ông bà cố rồi lấy ông ngoại ông con cũng hay đi công tác lúc trẻ nên ngoại cũng ở nhà lo cho mẹ con với dì ba thôi thời hồi đó chứ có phải như bây giờ đâu con. Thì ra ngoại tôi có cuộc đời giống như bao người phụ nữ khi xưa. Sinh ra, lớn lên rồi lấy chồng. Sau đó là sinh đẻ chăm sóc con cái. Không những thế ngoại tôi còn phải nuôi cả cháu là tôi. Phải chăng người phụ nữ khi xưa đã phải gánh gồng quá nhiều thứ và đến tận bây giờ? Mặc dù là thế, nhưng suốt 12 năm qua tôi chưa từng thấy hình ảnh than thở tức giận hay lớn tiếng của ngoại cuộc đời chắn hẳn là chưa dịu dàng với ngoại nhưng ngoại tôi lúc nào cũng hiền dịu với cuộc đời này khi tôi còn nhỏ những lúc gì ba tôi về nhà ngoại chơi cũng có đôi lần tôi ương bướng không nghe lời gì những lúc gì tôi to tiếng la tôi dù đúng hay không thì tôi vẫn cứ lì lợm đi ra khỏi nhà ngồi ở sau hè để đợi gì ba về rồi tôi mới vào nhà mẹ đừng có kêu nó vô nhà để coi nó ngồi ngoài đó được bao lâu đó là câu nói của dì mỗi lần tôi trốn ra sau hè. Những lần như thế ngoại cũng không lớn tiếng với bất kỳ thành viên nào trong gia đình. Ngoại chỉ lặng lặng ra sau hè để gọi tôi vào nhà ăn cơm. "Vô nhà ăn cơm đi con." "Vô xin lỗi dì ba một tiếng." Dì ba tôi là một người rất nóng tính và một phần giống ông. Điều ấy đã làm tôi lại nhớ đến những ngày tháng lúc ông còn uống rượu và quát mắng lớn tiếng với cả nhà. Những lúc như vậy nước mắt tôi đầm đìa và nói với ngoại. Chừng nào dì ba về thì con vô nhà. Ngoại đừng có kêu con. Tôi không thể nào nhớ được hết những ký ức lúc nhỏ của mình. Nhưng tôi chắc chắn tôi là một đứa trẻ rất cứng đầu. Người trong nhà tôi sợ là ông. Nhưng người tôi nghe lời là ngoại. Cứ như vậy mà tôi đã lớn lên trong suốt 12 năm qua. Ký ức tuổi thơ của tôi hầu như không có cha mẹ ở trong đó vì hầu như thời gian của tôi chỉ có ngoại ở bên có nhà không bà năm ơi tiếng của cô huệ hàng xóm gọi ngoại tôi hai bà cháu tôi cũng đã ngừng nói chuyện tôi theo ngoại ra gia gian nhà trước gặp cô huệ hàng xóm có nải chuối ngon ở sau vườn cho hai bà cháu nè tôi vội đón lấy nải chuối được để trong túi ni lông từ tay cô huệ và đem ra sau nhà xóm làng ở nơi đây là thế cứ có cái gì ngon trong vườn là đem chia cho từng người chắc có lẽ hai bà cháu tôi là người được nhận sự san sẻ yêu thương nhiều nhất đây cũng chính là điều may mắn mà tôi cảm nhận được ở miền quê này tiếng trò chuyện của ngoại và cô huệ ở trước nhà khiến tôi thầm cảm ơn những người hàng xóm nơi đây nếu không có hàng xóm xung quanh thì chắc chắn ngoại tôi sẽ buồn lắm đã thế tôi còn lại sắp đi lên sài gòn nữa trong đầu tôi chợt nảy ra suy nghĩ hay là mình không học đại học, mình không cần phải lên Sài Gòn. Ở vùng quê này không phải là nơi để kiếm sống nhưng là nơi rất dễ sinh sống. Bà cháu tôi có gì ăn đó, vẫn có thế sống tốt ở ngôi nhà này. Chỉ cần có ngoại nơi đây thì tôi sẽ yên tâm với cuộc sống của mình. Lại một đêm khiến tôi mất ngủ với những dòng suy nghĩ về cuộc sống của hai bà cháu sau này. Thời gian cứ thế trôi. Ngày tôi chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia cũng gần đến nỗi sợ và dòng suy nghĩ ấy lại một lần nữa mạnh mẽ xâm chiếm tâm trí tôi hay là con không học đại học được không ngoại giọng tôi lý nhí nói ra vì sợ khiến ngoại buồn và suy nghĩ sao tự nhiên không muốn học đại học vậy con thì con thấy học đại học tốn tiền mà chưa chắc gì thành công nữa đâu có ai bắt con phải thành công chỉ cần học đại học có công việc làm ổn định để sau này tự lo cho bản thân là được rồi tôi quyết định nói lên những suy nghĩ của mình với ngoại. Nhưng đâu nhất thiết phải đi học đại học mới có việc làm đâu ngoại. Con vẫn có thể ra phụ gì sáu bán đồ ăn ở trường học để kiếm tiền. Khi nào có vốn hai bà cháu mình có thể mở quán ăn bán ở gần trường học nè. Nghĩ thì dễ lắm. Hồi đó mẹ con cũng suy nghĩ như vậy. Giờ đi làm thuê làm mướn cho người ta. Thấy khổ chưa? thay vì tốn tiền vay vốn để đi học thì mình có thể sử dụng số tiền đó để buôn bán hay việc khác mà ngoại bốn năm học đại học con thấy phí và không cần thiết tôi lấy lý lẽ cho là đúng của mình để nói với ngoại ngoại nghe xong cũng trầm ngâm hồi lâu rồi nói học đi chỉ cần đi học là được chuyện tiền bạc để người lớn lo cuộc nói chuyện của hai bà cháu tôi cũng nhanh chóng chấm dứt và chưa có đáp án trả lời nhưng tôi biết chắc ngoại sẽ không cho tôi quyết định như vậy. Tôi làm liều lấy điện thoại đi ra trước nhà gọi cho mẹ. Việc mà xưa nay tôi rất ít khi làm. Là con gái nên tôi cũng rất ít nói chuyện và thân thiết với cha của mình. Có lẽ khoảng cách của gia đình tôi rất lớn. Và rất ít khi hai mẹ con nói chuyện điện thoại với nhau. Thậm chí tôi còn có thể đếm được số lần gọi điện trong 12 năm qua của hai mẹ con. Chắc chắn con số không vượt quá 20 lần những cuộc gọi nhanh hỏi ngoại có ở nhà không sao mẹ gọi không được mẹ chuẩn bị về có cần mua gì không thậm chí tôi và mẹ còn không nhắn tin riêng với nhau mặc dù tôi có điện thoại riêng đây có lẽ là thói quen của gia đình chúng tôi hầu như không chia sẻ với nhau thay vào đó tôi thường xuyên chia sẻ vấn đề của mình với ngoại mặc dù gia đình xa cách nhau như vậy nhưng tôi không bao giờ trách quán vì tôi biết cuộc sống mưu sinh của cha mẹ cũng không hề dễ dàng đây là lần đầu tôi chủ động gọi mẹ alo có chuyện gì hả đầu dây bên kia điện thoại là giọng không trầm cũng không bồng của mẹ tôi tôi hỏi thẳng vào vấn đề với mẹ con không học đại học được không mẹ tại sao lại hỏi vậy sao không học bất giác giọt nước mắt lăn dài và tôi cũng không biết cảm xúc này là vì sao con không muốn học thôi mẹ nói ngoại cho con không đi học nha rồi làm gì mà khóc? Tôi không kiềm nén được mà khóc nấc lên như một đứa con nít bị giành đồ chơi. Cúp máy đi. Xíu mẹ điện lại sau. Tiếng bíp bíp vang lên, chấm dứt cuộc điện thoại của mẹ con tôi. Cuộc điện thoại chưa đến 2 phút. Đúng thế, chưa bao giờ mẹ con tôi nói chuyện điện thoại quá lâu trên 2 phút cả. Bước vào trong nhà với đôi mắt đỏ hoe, ngoại tôi cũng đã thấy và hỏi uống trà đường không con không uống đâu con đi ngủ ngoại không hề hỏi tôi và có lẽ ngoại cũng là người hiểu tôi nhất cho dù có hỏi thì tôi cũng sẽ im lặng hoặc chỉ trả lời qua loa kéo mền qua khỏi đầu rồi tôi bật khóc tiếp chỉ là cố không phát ra tiếng để ngoại nghe cứ thế tôi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay sau một tuần tôi và ngoại đã không còn đề cập đến việc tôi đi học đại học nữa cứ thế mọi việc cứ diễn ra dù không ai nói câu nào tôi vẫn phải đi học đại học và rời ra ngôi nhà này thứ tôi sợ không phải là rời xa ngôi nhà này mà là rời xa ngoại hôm nay vẫn như bao ngày khác chiều tối tôi mới đi học về vì có thêm những tiết phụ đạo để chuẩn bị cho kỳ thi hôm nay ngoại tôi vẫn nằm ở võng đợi tôi về nhưng không giống với mọi khi vì không có tiếng tivi trong nhà tôi dắt chiếc xe đạp và cầm chiếc cặp của mình đi vào nhà sao ngoại nằm mà không mở tivi coi vậy? Ngoại nhức đầu, hơi mệt nên nằm thôi. Giọng ngoại thêu thào trả lời, nhìn mặt ngoại cũng khác, không tươi tỉnh như mọi ngày. Ngoại ăn gì chưa? Ăn miếng canh rồi, còn tắm rửa rồi ăn cơm đi. Dù là mệt nhưng ngoại vẫn lo cho tôi. Dưới bếp là nồi canh bí đỏ và nồi thịt kho yêu thích của tôi có phải người ta nói ăn canh bí đỏ bổ óc nên dạo này ngoại cứ hay nấu canh bí đỏ cho tôi ăn tắm xong tôi bới một tô cơm đầy đi ra võng chỗ ngoại đang nằm tay vừa múc muỗng cơm vừa hỏi nay ở nhà ngoại làm gì mà bị nhức đầu vậy ăn xong con đạp xe lại nhà cô huệ coi có ai ở nhà không nhờ cổ lại cạo gió cho ngoại ngoại có gọi điện thoại mà không thấy bắt máy chắc là cô ấy đi vườn nên không nghe dạ trả lời xong tôi cũng ăn nhanh tô cơm rồi chạy lại nhà cô Huệ. Nhà cô ấy cách không xa nhưng cũng không gần nhà tôi, chạy xe đạp tầm 5 phút. Đạp xe trong nắng chiều sập tối, tôi cảm thấy sống mũi cay cay. Thời khắc này là lúc tôi cảm nhận được ngoại tôi đã lớn tuổi. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến những hoàn cảnh như thế này. Ngoại có đang chịu đựng hay đang chống chọi với tuổi già của mình không tôi cũng không hề hay biết con đường chạy đến nhà cô Huệ hôm nay xa xôi lạ thường. Tôi cố gắng đạp thật nhanh qua các khúc cua. Cô Huệ ơi! Cô Huệ có nhà không? Ơi! Có gì không thơ? Cô lại nhà cạo gió dùm ngoại con với. Ngoại con mệt với nhức đầu. Cô Huệ tháo chiếc áo khoác mỏng lấm lem đất cát bên ngoài. Nói. Con chạy về đi. Cô thay bộ đồ rồi qua liền nãy giờ ở ngoài vườn cô mới vô nhà dạ vậy con về trước nha tôi chạy vội về nhà ngoại vẫn nằm ở võng trước giờ là ngoại chăm sóc cho tôi tôi chưa có kinh nghiệm trong việc chăm sóc ngoại như thế này tôi luống cuống lên không biết làm gì ngoại uống trà đường nóng không con pha cô huệ có nhà không con cô huệ mới đi vườn thay đồ xong cô ấy chạy lại liền á ngoại ừ pha cho ngoại ly trà đường đi chạy vào nhà sau tôi đun ấm nước sôi lên thì tiếng xe máy của cô huệ đã ở trước nhà tôi pha ly trà đường mang đến chỗ của ngoại thời tiết nay oi oi rồi mệt chứ gì tiếng cô huệ vừa đang bắt gió cho ngoại vừa nói tôi đặt ly trà đường nóng ở cạnh giường cho ngoại tiếng ngoại thều thào chiều đang làm cỏ ở ngoài hè cái tự nhiên choáng váng nhức đầu tới giờ bà ơi bà Tự nhiên đi làm cỏ ở ngoài hè chi không?" Cô huệ tay vừa cầm thẻ bài cạo gió vừa nói, thì làm cho nó trống trải để cỏ mọc nhìn um tùm hết. Thấy ngoại con yếu mà bày đặt ra gió chưa thơ. Cô Huệ quay sang nói với tôi và tôi cũng chỉ biết đứng nhìn. Thì ra ngoại tôi cũng già yếu như thế này, tại sao ở chung với ngoại mà tôi lại không nhìn ra điều ấy? Tôi sống quá vô tư những suy nghĩ lo lắng trong đầu của tôi về ngoại là giả tạo thôi sao. Ở bên ngoại tôi chẳng biết rõ gì về tình hình của ngoại. Tiếng cô Huệ lại một lần nữa vang lên. Gió quá trời gió nè bà Năm. Cạo xong là nhẹ người hơn mấy ký đó. Tôi thấy tỉnh người rồi. Cạo gió xong là thấy nhẹ khỏe cả người. Giọng ngoại có phần tỉnh táo hơn. Ngoại quay sang tôi. Làm cho cô Huệ ly nước đi con bỗng phát hiện ra cô huệ vào nhà và đưa thằng ngoại lên giường cạo gió mà tôi chưa mời nước tôi hỏi cô huệ cô huệ uống trà đường nha thôi được rồi giờ cô chạy ra đầu đường đóng hụi cho bà út luôn sợ tối ông ánh đi kiếm nữa nằm nghỉ đi cô huệ cũng quay sang tôi rồi nói tiếp được rồi con tối ngủ kế bên để ý ngoại nha cô đi đây dạ con cảm ơn cô xong rồi cô huệ cũng bước ra và nổ máy xe chạy đi căn nhà quay trở lại trạng thái thường ngày của hai bà cháu tôi lấy chai dầu bóp chân dùm ngoại đi ngoại vừa nói dứt câu thì trên tay tôi cũng đã cầm chai dầu gió nước xanh quen thuộc rồi ngồi lên giường không hiểu như thế nào mà sống mũi tôi lại một lần nữa cay cay rồi nước mắt đầm đìa chảy ra làm gì mà con khóc không thể trả lời câu hỏi của ngoại vì chính tôi cũng không biết rõ lý do tại sao mình lại khóc như vậy khi bé thì muốn mình khóc thật to để được sự chú ý và được người lớn quan tâm nhưng ngay lúc này tôi muốn giấu đi những giọt nước mắt của mình ngoại giả rồi bệnh hoạn là chuyện bình thường có gì đâu mà khóc tôi không nói được lời nào chỉ vội đứng lên để đi rửa mặt ngoại ngủ trước đi con học bài xíu có thấy mệt thì nhớ kêu con nha vừa nói tôi vừa tiến đến bàn học. Nhưng sự thật thì hôm nay tôi đã hoàn thành bài tập ở trên lớp. Giấy kiểm tra trong cặp cũng vừa đúng lúc hết. Kéo ngăn tủ ở học bàn để lấy sấp giấy kiểm tra mới. Bên dưới sấp giấy kiểm tra là những tờ giấy khen nửa hiện nửa ẩn. Tôi cầm sấp giấy khen của mình trên tay và bồi hồi. Tổng cộng có tất cả 42 tờ giấy khen được ghi tên Trần Thị Anh Thơ cái tên này đã khiến tôi khóc cả ngày với ngoại vì lời chiêu ghẹo là con lượm không có tên trong hộ khẩu cả nhà tôi ai cũng có điểm chung ở tên là trần hoàng còn tôi thì trần thị anh thơ không giống ai cái tên đã không giống một ai bên nhà nội cũng không giống một ai bên nhà ngoại đã khiến tôi tủi thân mà khóc với ngoại tại sao không đặt tên tôi giống với cả nhà vậy mà có lúc tôi đã tưởng chừng lời chiêu ghẹo của ngoại là thật Nhớ có lần ngoại chọc ghẹo tôi xong thì giải thích đây là tên của bà cố, mẹ của ông ngoại đặt cho tôi. Ngoại tôi cũng có kể rằng lúc mang bầu tôi cha mẹ tôi ở nhà của bà cố và đến khi tôi lên 5 tuổi thì bắt đầu lên Sài Gòn làm ăn. Tôi cũng đã từng thắc mắc tại sao mẹ tôi không ở với ngoại mà lại ở với bà cố. Ngoại đã giải thích lý do vì nhà bà cố rộng và khi đó ông bà ngoại tôi cũng vì khó khăn nên gửi mẹ tôi ở với bà cố từ lúc mẹ tôi còn nhỏ cho đến lúc mẹ tôi lấy cha tôi cũng vì thế cha mẹ tôi ở với cố đến khi tôi ra đời ở đấy lúc bấy giờ tôi còn quá nhỏ và không có ký ức gì ngoài việc được nghe người lớn kể lại rằng tôi hay khóc hét om sòm đòi đi sài gòn với cha mẹ và không muốn ở với ngoại điều đó giống như vòng lặp cuộc đời của mẹ con tôi và chắc hẳn không có đứa trẻ nào muốn rời xa cha mẹ. Nhìn sấp giấy khen trên tay tôi tự hỏi, nếu mình không ở với ngoại thì mình có được những tờ giấy khen này không? Nào là giấy khen đi thi viết chữ đẹp, tham gia phong trào, giấy khen thi kể chuyện, giấy khen điểm 10, giấy khen học sinh giỏi. Đếm kỹ lại tôi cũng không thể tin mình có thể có được con số giấy khen này trong 12 năm đi học nếu ngày ấy cha mẹ tôi quyết định dẫn tôi đi Sài Gòn sống chung thì sẽ ra sao tôi không chắc nhưng tôi chắc chắn một điều là tôi không thể có được những thành tích giấy khen như tôi đang cầm trên tay tôi biết khi nhỏ mình hay ương bướng nhưng tôi cũng biết mình rất mạnh mẽ để cố gắng phần vì tôi cũng không dám xa suốt chuyện học hành và phần vì biết ông ngoại rất khó có lẽ tôi cũng là niềm tự hào của ngoại mỗi khi ngoại đi họp phụ huynh vì tôi là nữ học sinh giỏi duy nhất của nhóm học sinh giỏi không hiểu sao thời ấy lớp tôi các bạn nữ chỉ là học sinh tiên tiến học sinh giỏi chỉ toàn là các bạn nam đến nỗi lớp tôi cũng xem tôi như một đứa con trai có thể tôi thiếu thốn tình thương của cha mẹ nhưng tôi rất đỗi tự hào vì biết thành tích của mình có được một phần là nhờ ngoại trở về thực tại sau những hồi tưởng tôi đặt lại những tờ giấy khen vinh dự của mình vào học tủ tôi quyết định lấy quyển tập trắng ra viết nhật ký tôi không có thói quen viết nhật ký nhưng có lẽ những ngày gần đây tôi đã có quá nhiều tâm tư tôi muốn viết nó lên những trang giấy cứ thế quyển nhật ký và những hồi ức về mái nhà kiên cố của tôi ra đời cứ thế từng ngày từng ngày từng trang giấy được lấp đầy bằng màu mực đen của tôi hôm nay trời âm u hơn mọi khi phần vì sắp vào hè và cũng đã vào mùa mưa vẫn con đường tôi đi học thường ngày vẫn ngôi nhà đơn sơ đang vẫy tay đón chào tôi trở về sau những buổi chiều đi học bà cô út ở bên mỹ mới gọi về hỏi thăm con á tiếng ngoại hôm nay bỗng vui lạ thường bà cô kêu con lên sài gòn đi học chuyện tiền bạc chi phí để cô ấy lo bà cô nào vậy ngoại tôi không hiểu đầu đuôi câu chuyện cũng không biết bà cô ngoại tôi đang nhắc đến là ai bà cô là em họ hàng của ông ngoại. Đi Mỹ từ lúc trẻ khi có chồng, giờ về Việt Nam ở lại. Cổ điện về hỏi thăm họ hàng thì hay con chuẩn bị đi học đại học nên cổ nói là sẽ lo cho con đi học. Nghe ngoại giải thích mà tôi cũng không hình dung ra được hình ảnh của bà cô tôi như thế nào ngoài thông tin bà cô là em họ hàng, là con của gì của ông ngoại. Sau đó giờ con không nghe, không biết gì về bà cô hết vậy. Con còn nhỏ sao mà biết được. Đó giờ cô ở bên Mỹ sao mà gặp. Lần này bà cô về trị bệnh rồi cả gia đình sẽ ở lại Việt Nam luôn. Ngoại tôi lại tiếp tục nói với giọng vui hơn thường ngày và tôi có thể cảm thấy rõ. Có người lo cho đi học là mừng rồi. Cố gắng thi xong rồi lên Sài Gòn học. Tiền bạc có bà cô lo. Bà cô giàu lắm hả ngoại? Tôi hỏi lại ngoại trong vô thức chồng bà cô làm ăn lớn nên giàu lắm còn cứ yên tâm mà ăn học trong đầu tôi bắt đầu có hàng vạn câu hỏi xuất hiện bà cô tôi là người như thế nào bà cô tôi có khó tính không nhà bà cô tôi ở sài gòn ra làm sao tôi sẽ ở nơi ấy như thế nào chắc có lẽ với ngoại tôi đây như sự xuất hiện của một quý nhân cứu vớt đứa cháu là tôi đây nhưng đối với tôi là một chuỗi dài hoang mang và lo âu đang suy nghĩ với hàng vạn câu hỏi trong đầu thì tiếng chuông điện thoại của ngoại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi giọng ngoại tôi cũng vang lên chị nghe tâm ơi không biết đầu dây bên kia đã nói gì sau một hồi ngoại đưa điện thoại cho tôi nè nói chuyện điện thoại với bà cụ nè con tôi nhận điện thoại và trả lời trong sự rụt rè dạ alo bên kia vang lên một giọng nói của một người phụ nữ trung niên chính xác là bà cô chuẩn bị nuôi tôi ăn học mà ngoại tôi vừa nhắc đến thơ hà con bà cô có nghe ngoại nói con chuẩn bị lên đại học thi xong con định học trường nào vậy con dạ con có đăng ký trường nguyễn tất thành ạ à? ok con bà cô cũng có nuôi mấy đứa cháu bên chồng đi học đại học nè có gì con lên ở học với mấy chị nha giọng nói hồ hởi của bà cô khiến tôi phần nào cũng bớt đi sự e rè Dạ, con cảm ơn bà cô. Rồi khi nào chuẩn bị lên Sài Gòn thì báo với bà cô nha. Dạ, cuộc điện thoại đầy sự ngượng ngùng của tôi cũng đã kết thúc nhanh chóng sau lời chào với người mà tôi chưa hề biết mặt. Sau này lên nhà bà cô ở, coi phụ giúp được gì với bà cô thì làm nha con. Con chưa đi nữa mà ngoại đã dặn rồi, muốn đuổi con đi rồi hả? Thì ngoại dặn vậy đó, dáng học hành nên người có lẽ câu dáng học hành là câu tôi được nghe từ ngoại nhiều nhất cũng chính vì thế lúc nào tôi cũng trong trạng thái dáng học và không cho phép mình tuột dốc giờ chuyện tôi lo không phải là chuyện học hành mà là việc tôi sắp đi đến một nơi ở mới sống với người hoàn toàn xa lạ số phận lại một lần nữa đẩy tôi ra xa cha mẹ lại một lần nữa khiến tôi đâm chiêu suy nghĩ về tương lai của chính mình đêm nay trở nên khó ngủ hơn mọi ngày tôi nằm trên giường quay lưng lại với ngoại vì tôi không dám nhìn thẳng vào ngoại sao con không ở với cha mẹ để đi học vậy ngoại cha mẹ con ở trọ chật trội con lên ở nhà bà cô thoải mái hơn lâu lâu cha mẹ chạy qua thăm hơn nữa cha mẹ đi làm cả ngày cũng đâu có người lo cơm nước ở nhà bà cô có bà cô lo rồi có gì cũng phụ được bà cô trong đầu tôi bắt đầu hình dung gương mặt của bà cô qua giọng nói hình dung về một căn nhà ở sài gòn hình dung ra những ngày tháng ở nhà bà cô một chút cảm giác lo sợ một chút cảm giác thất vọng nhưng cũng đan xen vào đó là những cảm xúc mong đợi nhờ có sự xuất hiện của bà cô mà sự lo toan của ngoại tôi đã dần biến mất tôi tự hỏi mình có phải là một gánh nặng lớn đối với gia đình từ khi tôi sinh ra gánh nặng với cha mẹ gánh nặng với ngoại là những gì tôi cảm nhận được Vậy mà trước nay tôi cứ vô lo, vô nghĩ, ngủ sớm đi, mai còn đi học. Tôi không đáp lại lời ngoại để che giấu đi đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe. Thời gian của những đêm sau đó bắt đầu dài hơn với thường ngày vì những dòng suy nghĩ không hồi kết. Tôi đã sắp kết thúc những ngày đạp xe đi học rồi lóc cóc dẫn xe vào nhà. Ngôi nhà đơn sơ này đã che chở cho tôi suốt 12 năm liền. Giờ tôi phải sắp tạm biệt nó không biết ngôi nhà được dựng lên từ bao giờ chắc có lẽ nó lớn hơn tuổi đời của tôi ngôi nhà đơn sơ với ba gian bé nhỏ gian nhà trước có một cái võng và một cái tivi nhỏ để hai bà cháu tôi xem cho đỡ buồn gian nhà giữa là bàn học của tôi và giường ngủ của hai bà cháu gian nhà sau cùng là bếp ăn với cái bếp ga và bàn ăn nhỏ nơi mà bà cháu tôi ăn cơm cùng nhau tất cả đã được in sâu vào tiềm thức nơi những ký ức tuổi thơ tôi hình thành nơi che chở cuộc đời tôi suốt những năm tháng qua nỗi buồn thật sự của tôi không phải vì không được ở cùng ba mẹ tại sài gòn nỗi buồn của tôi xuất phát từ việc sắp xa ngoại sắp xa ngôi nhà này dường như ngoại tôi và ngôi nhà này đã gắn liền với nhau vì không khi nào ngoại đi khỏi căn nhà này quá một ngày ngoại dường như là mái nhà của căn nhà này vậy lúc nào ngoại cũng giang tay ra che chở vun vén cho ngôi nhà này dù phải trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả ngoại vẫn kiên cường che chở cho tôi có phải vì gia đình tôi không khá giả như bao người có phải số phận của tôi là không được ở bên những người thân thương thuở bé thì rời xa vòng tay của mẹ cha khi đến độ tuổi trưởng thành thì bắt đầu rời xa vòng tay của ngoại phải chăng con người lúc nào cũng phải chia ly nhau bằng cách này hay cách khác bà cô xuất hiện như một quý nhân của gia đình tôi giúp ngoại tôi yên tâm phần nào nhưng quý nhân thật sự của cuộc đời tôi chính là ngoại tôi không thể tưởng tượng nổi nếu cuộc đời tôi không có ngoại tôi thấy bản thân mình tệ đến nỗi chưa làm gì cho ngoại mà lại bỏ ngoại một mình nơi đây người ta thường nói đàn ông là trụ cột của gia đình trụ cột đã không có trong bao năm nay ngoại tôi như một mái nhà kiên cố dù không có cột trụ con ở lại với ngoại nha câu nói của ngoại tôi từ 12 năm trước đi theo tôi vào tận giấc mơ và làm tôi bừng tỉnh. Tôi tỉnh dậy và khóe mắt còn ướt. Một đêm mê man và suy nghĩ khiến tôi vô thức khóc cả trong khi ngủ. Sáng chủ nhật quen thuộc của tôi bắt đầu bằng hộp bánh khọt ngoại mua để sẵn. Lúc nào cũng thế, chủ nhật tôi sẽ được ngủ nướng và thức dậy được ngoại mua đồ ăn để sẵn. Bánh khọt ngoại treo ở vách kìa, lấy ăn rồi chuẩn bị nhanh để đi nè thói quen của ngoại hay treo đồ ăn ở vách nhà và chắc hẳn đây cũng là thói quen của nhiều người ở miền tây như ngoại tôi như thường lệ hai bà cháu tôi sẽ đi nhà thờ vào sáng chủ nhật tôi sẽ chở ngoại trên con xe đạp quý giá của mình một trong những tài sản mà tôi được sở hữu cho đến hiện tại ngoại tôi mặc áo dài màu tím nhạt đã phai màu trên nền vải tím đan sen những hoa văn nhỏ những lúc ngoại mặc áo dài là những lúc tôi thấy ngoại mình ốm đến lạ thường Chắc hẳn ngày thường những bộ đồ vải đã che đi dáng vẻ này. Dù đã ở độ tuổi 60 nhưng dáng ngoại với chiếc áo dài và mái tóc hoa tiêu được búi gọn gàng làm ngoại tôi trông như một quý bà. Nhưng ở ngoại vẫn còn hiện lên vẻ tần tảo của một người phụ nữ có rất nhiều điều phải lo toan. Ông tôi hẳn rất có mắt nhìn người. Vẫn còn đường cũ, tiếng nhạc thánh ca vang xa báo hiệu sắp tới điểm đến của hai bà cháu tôi. Những lúc ngồi cạnh ngoại trong nhà thờ, tôi cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết. Đi nhà thờ với ngoại như một thói quen từ khi còn nhỏ. Đến tận bây giờ tôi đã có thể mạnh dạn đọc lớn bài cầu nguyện chung và hát thánh ca cùng ngoại. Hôm nay mục sư giảng bài người chăn dắt và đặt câu hỏi khiến tôi mãi không dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Bạn muốn được là chiên con được chăn dắt hay là người chăn dẫn bầy chiên của mình? tôi tự hỏi lòng rằng ngoại đã chăm lo tôi như một người chăn chiên hết mực yêu thương mình nhưng rồi sẽ có lúc người chăn chiên sẽ rời xa bầy chiên của mình sinh lão bệnh tử là vòng lặp đáng sợ nhất đối với tôi cuộc tạm chia tay sắp tới đây rồi đến cuộc chia tay lâu dài khiến tôi sợ hãi không biết thói quen đi nhà thờ của tôi có được giữ khi lên sài gòn không ở đây tôi đi nhà thờ vì có ngoại có người chăn dắt Tôi chỉ đang cố gắng trân quý những giây phút được ngồi trong nhà thờ, được ngồi cạnh ngoại. Buổi lễ ở nhà thờ đã hoàn thành và như mọi khi hai bà cháu tôi về nhà, ngồi sau chiếc yên xe đạp bé xíu của tôi, ngoại cất giọng. "Hôm nay tập nấu ăn nha, tập nấu cho biết với người ta. Còn không nấu thì thôi chứ nấu là sẽ như đầu bếp chính hiệu." Ngoại yên tâm. Tôi cố gắng vui vẻ và cười đùa nói Chủ nhật hôm nay cũng đã khác hẳn với những buổi chủ nhật mọi khi. Tôi đã không còn lười biếng nằm dài trên giường rồi hối hả đi soạn bài. Có lẽ vì thế tôi cảm nhận được ngày chủ nhật dài và làm được nhiều điều hơn mọi khi. Không những phụ ngoại lặt rau, tôi còn học cách làm cá. Lần đầu cầm trên tay mình một con cá sống và đầy mùi tanh. Tôi mới thấy thương những người phụ nữ đảm đương chuyện bếp núc. Ngoại bắt đầu chỉ tôi nêm nếm và cách để nấu ra chảo cá kho yêu thích. Tôi thấy mình cũng có khiếu với chuyện bếp núc. Mặc dù lần đầu nhưng tôi thấy mình đã làm rất tốt. Suốt ngần ấy năm trời ngoại chỉ muốn tôi tập trung học. Giờ đây ngoại đã tập cho tôi cách để cứu đói bản thân khi không có ngoại. Một ngày dài như thế mà ngoại đã chờ đợi tôi đi học về sau mỗi buổi chiều suốt bao năm qua. Ấy vậy mà hôm nay tôi mới cảm nhận được. Đôi tay của ngoại dù không lớn nhưng đã che chắn cả bầu trời báo rông cho tôi ngày thi trung học phổ thông của tôi cuối cùng cũng đã đến sau những ngày ôn luyện thì ngày thi hôm nay sẽ là lúc tôi và đám bạn thể hiện bản thân ngoại tôi hôm nay cũng đã thức sớm hơn mọi khi bằng một cách nào đó lạ thường chưa bao giờ sử dụng báo thức nhưng lúc nào ngoại cũng thức đúng giờ để gọi tôi dậy hôm nay chắc có lẽ là ngày thi của tôi nên ngoại đã thức sớm hơn thường ngày để chuẩn bị buổi sáng cho tôi vẫn tô mì gói nghi ngút khói nhưng khác hơn ngày trước tô mì của tôi hôm nay không những có giá đậu mà còn có hẳn hai con tôm to đùng dù không nói tiếng nào nhưng ngoại vẫn đang cổ vũ âm thầm cho tôi vào phòng thi tôi đã rất tự tin vì mình đã không bỏ sót bất cứ đề ôn thi nào hai môn thi của tôi trải qua một cách khá nhẹ nhàng tôi cũng được về sớm hơn mọi ngày đi học làm bài được không con đó là câu hỏi đầu tiên của ngoại khi tôi vừa dắt chiếc xe đạp của mình vào nhà. Tôi cười tươi giói và trả lời. Con là ai chứ? Cháu ngoại của bà làm bài chỉ có điểm cao và rất cao thôi. Tưởng như ngoại không đặc biệt quan tâm về việc học tập của tôi. Nhưng lúc nào tôi cũng xuất hiện trong các cuộc trò chuyện của ngoại với những người xung quanh và lẫn cả những cuộc gọi điện thoại. Con thơ hôm nay mới thi xong ngày đầu. Thơ thi trong hai ngày nữa là xong nghe thơ nói nó làm bài được lắm dù là không có bất cứ lời cổ vũ nào cho tôi hay bất cứ lời khen nào nhưng tôi vẫn cảm nhận được trong ánh mắt ngoại là sự cổ vũ và niềm tự hào về tôi ngày công bố điểm đã gần đến ngày tôi chuẩn bị lên sài gòn đã kể bên ngoại bắt đầu kêu tôi chuẩn bị đồ đạc con coi soạn đồ đạc nào hay mặc ra để còn chuẩn bị xếp ba lô nha không những hối thúc tôi chuẩn bị mấy ngày nay ngoại đã bắt đầu mua khăn mua bàn trải mới cho tôi quần áo của tôi cũng vừa đủ mặc không quá nhiều và không làm mất thời gian trong việc lựa chọn tôi cũng chỉ có những chiếc áo thun áo sơ mi đơn giản đi mua cùng ngoại ở chợ huyện khoảnh khắc ngồi cùng ngoại gấp quần áo là khoảnh khắc khiến tôi lo lắng nhất chuỗi lo lắng của tôi cứ thế cuộn trào như những con sóng thoát ẩn thoát hiện nhưng không bao giờ biến mất ngoại ở bên nhà ông cậu bảy luôn đi lâu lâu hãy về nhà thì đi tới đi lui tối ngoại ở lại nhà ông cậu ngủ nên yên tâm ở đó mà lo lúc nào ngoại tôi cũng thế lúc nào cũng dùng từ yên tâm để chấn an tôi thời gian cứ hun hút chạy mãi và không đợi một ai hay bất cứ điều gì mấy ngày nào tôi còn bé xíu chuẩn bị vào lớp một thì giờ tôi đã ngồi đây soạn đồ để rời đi dù biết tôi vẫn sẽ quay trở về nhưng cảm giác lần đầu phải đi xa ngoại lâu đến thế khiến tôi không thể kiềm lòng. Những ngày tháng ở ngôi nhà này quá đối thân thương với tôi. Tôi đã quá thân thuộc trong vòng tay che chở của ngoại. Không thể hình dung được với dáng người gầy gò ấy. Ngoại đã kiên cường che chở cả bầu trời cho tôi. Mái nhà lúc nào cũng kiên cố và ở yên một nơi để che chở. Bước ra nắng gió, bão rông chỉ có tôi đứa cháu sắp phải đi xa nhà. Dì ba tôi thì lấy chồng xa. Xung quanh gần đây chỉ còn duy nhất ông cậu Bảy, em của ngoại tôi. Tôi chỉ ước lúc này phải chi ông tôi có cháu rơi. Dù là gánh nặng hay nỗi lo trong ngoại, tôi cũng thấy an lòng hơn để ngoại không phải một mình. Ngày tháng sắp tới chắc chắn sẽ cuốn trôi tôi đi xa dần ngoại. Quãng thời gian 4 năm đại học sắp tới tôi tin chắc mình sẽ trải qua thuận lợi như bao người tương lai trước mắt tôi sẽ đi xa không còn ở bên ngoại dáng vẻ gầy guộc với mái tóc hoa tiêu trong những bộ đồ vải này tôi sẽ bắt đầu không còn được nhìn thấy nhiều nữa đến cả một chiếc điện thoại để có thể chụp lại hình ảnh này tôi cũng không có thì ra cảm giác không khá già khiến con người ta tiếc nuối và chỉ muốn thốt lên giá như giá như gia đình ngoại tôi đầy đủ điều kiện hơn giá như tôi không phải lớn giá như tôi sẽ được ở mãi nơi đây nhưng rồi tôi chợt nghĩ nếu không ở cùng ngoại không ở dưới mái nhà kiên cố này thì không có tôi như bây giờ và tôi cũng sẽ không nên người chắc có lẽ câu nói dáng học của ngoại ở trong đầu tôi sẽ được chuyển hóa thành dáng sống cố gắng sống khi rời xa nơi đây cố gắng sống khi không có sự chăm sóc của ngoại cố gắng sống để ngoại yên lòng những suy nghĩ của tôi tạm thời bị cắt ngang khi ngoại rúi vào tay tôi tờ năm trăm ngàn tờ tiền tiêu vặt lớn nhất mà tôi được nhận từ ngoại giữ tiền trong người xài lên sài gòn có gì mẹ ghé qua cho thêm quay lại tôi thấy ngoại đứng bên đống đồ của tôi đã được xếp gọn gàng tôi ngồi thơ thần chỉ gấp được vài cái áo còn lại tất cả đã được ngoại sắp xếp kiểm lại coi có thiếu gì không để mai ngoại lên chợ huyện mua thêm thôn xã tôi sống không có chợ đồ ăn đều được mua từ những ghe xuồng đi trên sông. Nếu cần thiết phải mua những vật dụng hay quần áo thì đều phải đi lên chợ huyện cách nhà gần 30 phút đi xe máy. Mỗi lần như thế ngoại sẽ gọi xe ôm trong xóm để đi chợ. Có lần tôi đã từng hỏi ngoại tại sao nhà mình phải ở trong một xã nghèo như vậy. Họ hàng cô chú đều có nhà ở huyện, chỉ riêng duy nhất nhà ngoại là cách xa theo như lời kể của ngoại thì gia đình ông tôi không hòa thuận và tranh giành đất với nhau phần vì mảnh đất nơi đây là nơi xa xôi hẻo lánh nên không ai tranh giành hơn nữa vì ngoại tôi theo đạo tin lành không thờ cúng nên cũng không được lòng gia đình ngoại tôi vì thế cũng không muốn ở gần mọi người và cũng vì chạy chữa căn bệnh hiểm nghèo của cậu tôi khi xưa mà tài chính gia đình đã đi xuống trầm trọng cuộc sống cứ thế quay vòng họ hàng của gia đình ông bà ngoại cũng không xuất hiện trong ký ức của tôi họ chỉ xuất hiện lần duy nhất ngay lúc đám tang của ông và sau đó cũng không ai xuất hiện nữa cứ thế tôi đã quen cuộc sống chỉ có ngoại giờ thì sự xuất hiện của bà cô về từ nước ngoài đã sắp mang tôi đi chính dòng suy nghĩ được ở cùng cha mẹ sau bao ngày xa cách đã xoa dịu tôi nhưng giờ đây mọi thứ đã được thay đổi trong phút chốc khi bà cô về nước từ lúc vị quý nhân này xuất hiện giúp đỡ tôi cứ cho tôi cảm giác đang sắp rơi vào vòng tay xa lạ cầm tờ tiền ngoại đưa mà tâm trạng tôi không vui số tiền tiêu vặt tuy rất lớn đối với tôi nhưng lại khiến lòng tôi thấy xót xa tôi nói với ngoại con mới chuẩn bị thôi chưa đi mà sẵn có tiền ngoại đưa cho cất để tới lúc đi là không có tiền đâu mà cho dù là nói như thế nhưng tôi biết ngoại tôi lúc nào cũng sẵn sàng trang bị mọi thứ cho tôi nhìn tờ tiền trong tay mà tôi chỉ mong rằng sau này tôi sẽ cho ngoại được nhiều hơn dù tôi biết có như thế nào cũng không thể báo đáp lại hết tiếng ngăn kéo của ba lô kéo lại cũng là lúc báo cho tôi biết mình sắp tạm rời xa nơi đây rời xa ngoại trong một thời gian dài mà trước đó chưa từng chắc hẳn ngoại cũng đoán được tâm trạng của tôi phần nào nên không đề cập đến bất cứ điều gì thêm vẫn như ngoại của ngân ấy năm qua âm thầm lặng lẽ để che chở tôi rồi sau này con sẽ trưởng thành nhưng dù có lớn thêm bao nhiêu nữa thì con cũng cần được che chở như thuở bé xin ngoại hãy cứ tiếp tục che chở cổ vũ con bằng cách này hay cách khác còn hứa sẽ nỗ lực phấn đấu để trở thành một trụ cột vững chắc để ngoại nương và sau bao ngày tháng gánh gồng xin ngoại hãy kiên nhẫn như trước giờ đã từng làm với con nếu ông có biết được những dòng con viết thì xin hãy là trụ cột vô hình chống đỡ cho ngoại và con biết ông đang âm thầm làm điều này ở phương xa làm sao để biết hết được những gì ngoại phải mang vác trong bao năm qua con không thể hiểu hết nhưng vẫn cảm nhận được đâu đó phần nào sự vất vả của ngoại trong suốt những ngày tháng qua ngoại chưa từng kể hay nói cho con biết những nỗi niềm của riêng mình nhưng con sẽ cố gắng hiểu câu nói dáng học và giờ sẽ trở thành dáng sống của con để ngoại sẽ không cần phải bận lòng lo con nữa xin hãy ở yên nơi đây và chờ con xin hãy đợi con dù không có lời nào là thương là yêu nhưng tất cả những gì ngoại làm cho con là tất cả những gì ngoại có và con cần mái nhà của con ơi hãy cứ mãi kiên cố vững chắc nhé nước mắt của tôi cũng đã rơi và làm nhòe đi những dòng chữ tôi viết trên quyển nhật ký nơi ghi lại những ký ức quý giá của chính tôi quyển nhật ký khép lại và cánh cửa của cuộc đời tôi lại một lần nữa mở ra vâng quý khán thính giả thân mến nếu thấy hay thì hãy cho tôi một like video và đăng ký kênh nhé hành động này tuy nhỏ bé nhưng là nguồn động lực to lớn đối với tôi ban biên tập rất hoan nghênh những ý kiến cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về vì thế đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi xin chân thành cảm ơn mến chúc quý vị và các bạn sức khỏe dồi dào có những giây phút thư giãn thoải mái và vui vẻ nhất xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo